Tại lễ phát động đăng ký hiến tặng mô tạng cho đi là còn mãi diễn ra tại thủ đô Hà Nội sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đăng ký hiến mô tạng sau khi chết não và kêu gọi người dân chung tay tình nguyện đăng ký hiến mô tạng cứu sống người bệnh, gieo mầm sự sống cho người bệnh. Thủ tướng cũng đề xuất cần có một ngày để tôn vinh, vận động người dân đăng ký hiến mô tạng, có thể lấy ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác Hồ là ngày hiến tặng mô tạng.